21. Mở Emma. Cửa. Anh họ. Lễ luyến em tới rồi. Nhanh ngồi đi. Sao em lại tới đây? Ai làm anh bị thương tới mức này vậy? Là Mã Hạo Thiên sao? Anh nói em biết là Mã Hạo Thiên sao? Anh không trách cậu ấy. Mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau. Anh ở đây chịu khổ như vậy, em vậy mà không hề hay biết. Em còn ảo tưởng Mã Hạo Thiên sẽ cứu anh. Em đúng là mù mắt mà. Có lẽ cậu ấy thực sự đang cứu anh, nhưng kêu anh rời khỏi đảng, anh thà chết. Không, nhưng hôm nay có thể gặp được em, anh cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Anh cũng có thể yên lòng mà đi rồi. Anh họ, anh sẽ không có chuyện gì. Anh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Lệ Luyến, anh phải dặn dò em một câu. Em quá ngây thơ, dòng đời hiểm ác. Em phải nghe lời Lâm Định Bang. Định Bang, anh ấy cũng không có gì khác với Mã Hạo Thiên. Anh ấy sắp kết hôn với Dân Nhã rồi. Là em đơn phương. Em còn mặc váy cưới ở trong nhà thờ chờ anh ấy. Anh ấy là ở bên Dân Nhã. Anh không biết em và Định Bang xảy ra hiểu lầm gì, nhưng em nhất định phải tin anh. Con người Định Bang tuyệt đối đáng để em phó thác cả đời. Em nhất định phải nắm chắc lấy. Anh họ, anh đợi đi. Em sẽ nghĩ cách cứu anh ra. Đừng, Lệ Luyến. Em đừng đi. Lệ Luyến. Em sao rồi? Thả anh họ tôi ra. Đừng làm khó anh, được không? Anh chỉ là một tiểu đồng trưởng nhỏ bé, anh cũng có cái quyền này. Với lại đừng nói là anh, dù là Long Giáo Quan, anh ấy cũng không cứu được anh họ em. Anh thả anh họ tôi ra. Anh thực sự không có quyền này. Anh thả anh tôi ra. Anh thực sự không có quyền này. Anh dẫn em tới. Anh thả anh họ tôi ra. Giáo quan, đợi gì đó? Hai chúng tôi đang đùa với nhau thôi. Đây là chỗ để đùa sao? Phải. Hiệu trưởng vừa gọi điện tới. Ông ấy biết chúng ta dùng đại hình với Phương Tiến Tân. Rất tức giận. Ông ấy nói Phương Tiến Tân dù sao cũng là đồng nghiệp hoàng phố của chúng ta. Dù anh ta có kiên trì chủ nghĩa cộng sản của mình, vậy thì hoàn thành cho anh ta. Dùng lễ nghĩa hoàng phố chấp hành sự quyết. Cái gì? Con sao vậy? Có phải đói rồi không? Nào, ăn trước đi. Nào con ngoan, nào ăn đi. Sao hôm nay nó không ăn? Phải đó, đứa bé này hôm nay hình như hơi lạ. Chị Tiểu Mạn, lúc trước em nghe người lớn nói hình như đứa bé mới ra đời sẽ có linh tính, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có phải Tiến Tân xảy ra chuyện gì rồi không? Ý của hiệu trưởng, do một người trong các cậu chấp hành sự quyết. Bắt đầu đi.
Hôm nay dù ai trong hai người bắn tôi đều không cần có áp lực. Thầy sẽ cảm ơn các cậu, là các cậu đưa tiễn thầy. Tôi không ra tay được. Tới đi, không có tiếng trống, không có pháo dây, hãy dùng súng của cậu để tiễn thầy đi. Hậu Thiên, đừng mà. Hoa nở, hoa tàn. Thầy Phương, lên đường thuận lợi. Ở Hoàng Phố, trong khóa học sinh các cậu, tôi xem trọng nhất chính là cậu. Em muốn là bạn gái anh. Mẹ Lý, em đùa gì vậy? Anh họ, chị Tiểu Mạn, nó ngủ rồi hả? Ừ, đúng rồi. Vừa nãy rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đại Bảo, chị cứ có dự cảm không lành. Chị cảm thấy Tiến Tân có khả năng gặp chuyện bất trắc rồi. Chị Tiểu Mạn, chị đừng nghĩ như vậy, được không? Nếu thực sự có chuyện gì, Định Bang chắc chắn nói cho chúng ta đầu tiên. Dân Nhã, sao rồi? Thầy Phương, anh ấy, Tiến Tân làm sao? Thầy Phương anh ấy bị Tưởng Giết Thạch hạ lệnh bắn chết rồi. Cái gì? Chuyện lúc nào? Vừa nãy do Mã Hậu Thiên hành hình. Mã Hậu Thiên, tôi phải đi tìm hắn ta báo thù. Đại Bảo, thù để chúng ta ghi trước đã. Còn thù Xăm Châu nữa. Con à, con vừa ra đời, cha con còn chưa kịp nhìn con thì đã đi rồi. Đây là thế giới gì? Mẹ mong con lớn lên sẽ không còn chuyên chế, không còn bạo lực nữa. Sẽ có một ngày như vậy. Sẽ gì mà sẽ? Chúng ta phải đợi tới ngày nào? Mã Hậu Thiên, hôm nay tôi phải giết chết hắn. Anh họ, anh họ, anh họ.
Mẹ Lý, thầy Phương, anh ấy đã đi rồi. Anh họ, sao anh không cứu anh ấy? Sao anh không cứu anh ấy? Mẹ Lý, em nghe anh nói, em bình tĩnh lại đi. Em bình tĩnh thế nào đây? Anh họ của em đã mất rồi, vì sao anh không cứu anh ấy? Anh nói đi. Mẹ Lý, em bình tĩnh đi. Anh giết chết anh họ tôi, anh không xong với tôi đâu. Anh bắn chết anh họ của tôi, món nợ xăm châu tôi còn chưa tính sổ với anh, và anh lại bắn chết anh họ của tôi. Anh không xong với tôi đâu. Mẹ Luyến, anh đây là giúp thầy Phương giải thoát. Lâm Định Bang không ra tay được, vậy thì để tôi làm người xấu vậy. Tôi hận anh. Anh cút cho tôi. Cút. Anh họ, anh Định Bang, đừng cử động, tránh ra cho tôi. Anh, đây là ân oán của tôi và Lâm Định Bang, ai cũng không được nhúng tay vào. Một đấm này tôi nhường anh. Vì thầy Phương, cậu còn mặt mũi nói câu này sao? Thầy Phương là ân sư của chúng ta, sao cậu có thể dẫn tâm giết thầy ấy? Đây là sự khác biệt của tôi và anh. Anh mềm lòng, tôi giả cứng. Con người của tôi có lương tâm hơn cậu. Lương tâm có tác dụng gì? Anh giết anh ta đi. Bỏ xuống xuống. Tôi nói cho anh biết, từ nhỏ tới lớn anh không bằng tôi. Lúc trước không bằng tôi, giờ cũng không bằng tôi. Anh cho rằng tôi thật sự lòng dạ sắt đá sao? Tôi không xấu xa như anh nghĩ đâu. Thầy Phương, thầy yên tâm đi. Sau này dù gặp phải khó khăn gì, gặp phải nguy hiểm gì, chuyện em từng hứa với thầy, em nhất định sẽ làm được. Định Bang, Định Bang, Định Bang, cô làm gì vậy? Chị Tiểu Mạn, thực sự xin lỗi, em không có năng lực cứu được thầy Phương. Định Bang nào, đứng lên đi. Dân nhà đã nói với tôi rồi, chuyện cậu nên làm đều đã làm rồi. Chị Tiểu Mạn, em đã nói với thầy Phương đặt tên cho con rồi. Tên gì? Tên Hy Vọng. Hy Vọng. Đúng rồi Tiểu Nhã, em muốn nhờ anh giúp anh. Được. Mẹ Lý, cô thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Rời khỏi Thượng Hải. Rời khỏi Thượng Hải, cô muốn đi đâu? Về Quảng Châu tiếp tục học đại học. Nhưng cô không được đi. Cô cho tôi một lý do để ở lại đi. Tham gia hôn lễ của cô và Định Bang sao? Cô hiểu lầm rồi. Tôi và Định Bang chỉ là diễn kịch thôi. Anh ấy biết, giờ anh ấy nói gì cô cũng không tin. Cho nên anh ấy giờ tôi nói với cô, mọi việc chúng tôi làm đều là vì bảo vệ chị Tiểu Mạn với cả con của chị ấy nữa. Chị Tiểu Mạn vẫn còn sống ở Thượng Hải sao? Luôn ở đây. Sinh con rồi. Phải, là bé trai. Con của anh họ tôi là bé trai. Sao không sớm nói cho tôi biết? Cô luôn ở nhà Mã Hạo Thiên. Mã Hạo Thiên đó trăm phương nghìn kế muốn bắt chị Tiểu Mạn. Sao chúng tôi vẫn nói cho cô biết chứ? Dẫn tôi đi gặp chị họ đi. Giờ cô có thể ra ngoài sao? Không quan tâm gì như vậy được. Đi. Sao vậy? Có người giám sát cô. Quen rồi. Đi. Không được. Chúng ta không thể làm lộ hành tung của chị Tiểu Mạn. Giờ tình thế ở Thượng Hải càng lúc càng nguy hiểm. Chị Tiểu Mạn không thể ở lại đây nữa. Chúng ta phải nghĩ cách sắp xếp cho chị ấy rời đi. Nhưng có thể đi đâu? Định Bang,
Định Bang, trước khi đi tôi có thể tới thăm mộ của Tiến Tân không? Giờ Thượng Hải khắp nơi đang truy nã chị, như vậy rất nguy hiểm. Tôi cầu xin cậu, tôi nhìn một cái thôi là đi được rồi. Được, chị này để tôi nghĩ cách. Còn nữa, thầy Phương nói chị còn giữ món đồ quan trọng đã đốt rồi. Rõ rồi. Ai vậy? Đại Bảo, ta bỏ. Chúng ta bị tầm sát rồi. Hoa Đại Bảo về rồi, nhanh đi báo cho Tiểu đoàn trưởng. Rõ. Định Bang đâu? Định Bang muốn đưa chị Tiểu Mạn rời khỏi Thượng Hải. Họ có thể an toàn rời khỏi không? Đương nhiên được. Đúng rồi, Định Bang kêu tôi nói với cô, anh ấy cần cuộc kiếm với Thông Hành giúp được không? Định Bang có cần tôi giúp gì không? Định Bang nói kêu cô đối phó với Mã Hạo Thiên. Nhưng chuyện này cô phải suy nghĩ cho rõ. Việc quan trọng, nhỡ bị lộ, tất cả chúng ta đều sẽ bị che giấu đảng Cộng sản mà bị bắt. Các cô làm được, tôi cũng làm được. Huống hồ chị Tiểu Mạn là chị dâu họ của tôi, tôi không thể nào từ chối được. Ở đây. Sao rồi? Làm xong rồi. Phía sau có người theo dõi. Cái gì? Đừng nhìn. Uống trà đi. Mẹ Luyến, em còn giận anh sao? Giận? Đương nhiên giận rồi. Vậy sao em còn chủ động tới tìm anh? Danh Nhã tới tìm tôi. Cậu ấy nói với tôi anh không lừa tôi. Anh lừa ai cũng sẽ không lừa em. Định Bang và Danh Nhã sắp kết hôn rồi. Anh ấy dứt bỏ tôi lại chọn Danh Nhã. Tôi nghĩ thông rồi. Người thật sự yêu tôi là anh. Em nghĩ thông là tốt rồi. Chị Tiểu Mạn lấy được đồ rồi, nhanh đi thôi. Đừng trốn nữa. Chúng tôi biết các người làm gì. Về nói với Mã Hạo Thiên, theo dõi chúng tôi cũng vô dụng. Chúng tôi cũng không phải là đảng Cộng sản. Theo dõi nữa, cẩn thận chúng tôi không khách sáo đâu. Không sai, tôi nói các người biết. Mấy tên tâm tép các người không phải bà đây xem thường các người, mà các người không đáng để cho bà đây đánh. Đừng chọc tôi không vui nữa. Đi. Đứng lại. Làm gì đó? Quần da. Đây đây, ngài xem. Đây là con gái tôi. Đây là cháu ngoại tôi. Chiến tranh loạn lạc, tôi dẫn hai mẹ con nói về quê ở. Phải. Có giấy thông hành không? Có. Có. Sao các người lại có giấy thông hành? Không phải là trộm chứ? Sao có thể? Giấy này là thật đó. Thành thật đi. Chứng nhận này làm sao mà có? Đây là long trưởng quan của các ngài cho chúng tôi. Long trưởng quan? Long trưởng quan nào? Chính là trưởng quan Long Văn Khang đó. Tôi là họ hàng xa của cậu ấy. Thật hay giả vậy? Quan gia ngài xem. Hoàng thượng không phải cũng có mấy họ hàng nghèo sao? Đúng không? Được, để ở đó. Tôi gọi kiểm tra xem. Vậy đó. Long trưởng quan có nhà không? Tôi ở bên cổng thành. Cái gì? Long trưởng quan ra ngoài rồi. Lúc nào về? Bỏ đi. Trưởng quan, đừng khóc. Ngài có thể, tôi cầu xin ngài được không? Rồi chúng tôi đi qua đi. Ngài xem, đứa bé này bị bệnh rồi, giờ cứ khóc mãi. Khóc bệnh luôn thì làm sao? Quân gia, tôi cầu xin ngài, ngài tạo điều kiện cho. Tạo điều kiện cho đi. Ngài xem, bỏ đi. Lần này tôi nể mặt đứa bé này, tôi không làm khó các người. Thế này đi. Các người đi đi. Cảm ơn. Nào, cho qua. Cảm ơn. Đúng rồi trưởng quan.
Quên mất, xưng hô với ngài thế nào? Tôi tên Cảnh Tam Canh. Chị à, chú à, đến lúc đó đừng quên nói tốt mấy câu trước mặt Long Tưởng Quan nhé. Được, nhất định rồi. Tên này hay, Cảnh Tam Canh, đi đi. Nhờ lời tốt lành của chú. Đi nhanh, gặp lại chú nhé. Báo cáo, vì nãy thuộc vệ cổng thành có gọi điện tới. Chuyện gì? Nói ngài có họ Hàn cầm giấy thông hành muốn rời khỏi thành. Họ Hàn? Nói người nào không? Một ông già với một phụ nữ, còn cả một đứa bé nữa. Đứa bé? Không hay rồi. Lẽ nào là Hoàng Tiểu Mạn? Chào trưởng quan, tôi hỏi cậu, vừa nãy người mạo danh họ Hàn của tôi ra khỏi thành đâu? Qua rồi. Qua rồi. Bao lâu? Nửa canh giờ rồi. Cậu tên gì? Báo cáo trưởng quan, tôi tên Cảnh Tam Canh. Đuổi theo cho tôi. Anh hỏi em, có phải em trộm giấy thông hành của anh không? Giấy thông hành gì? Em không biết. Em thực sự không biết hay giả giờ không biết. Anh phát hiện em càng ngày càng to gan rồi. Người đâu? Bắt Hoàng Đại Bảo lại cho tôi. Anh không thể bắt Hoàng Đại Bảo được. Đi muốn bắt thì bắt em đi. Em, có phải em muốn anh tức chết không? Anh, giấy thông hành do em trộm không liên quan gì đến Hoàng Đại Bảo. Anh muốn bắt thì bắt em đi. Lục trưởng quan, nếu anh muốn bắt thì bắt tôi đi. Đại Bảo, gì thì bắt hết lại cho tôi. Anh, chúng ta dẫn đường tới mộ của thầy Phương nữa. Em sợ sẽ gặp chuyện đó. Định Bang, cậu nói đứa bé này ra đời cũng chưa gặp mặt, giờ nay không còn nữa, cũng phải đi bái tế chứ. Cũng được, vậy chúng ta nhanh đi đi, trời sắp tối rồi. Em sợ tới lúc đó không kịp lên thuyền. Đại Bảo, cô nói Định Bang có thuận lợi đưa chị Tiểu Mạng ra khỏi thành không? Cô yên tâm đi, Định Bang suy nghĩ chu đáo như vậy trước giờ không làm việc gì không nắm chắc đâu. Cô nói anh tôi sẽ làm gì chúng ta? Tôi thấy cô chắc chắn không sao rồi. Nhiều nhất là ngày mai sẽ thả cô ra. Nói tới cùng cô cũng là em ruột của anh ta. Nhưng tôi thì phiền phức rồi. Nhưng phiền thì phiền thôi. Dù sao tôi từng là thổ phỉ rồi. Tôi sớm đã xem nhẹ tính mạng của mình. Giờ tôi muốn hy sinh vì cách mạng, tôi phải làm đồng chí cách mạng. Muốn thả thì cùng thả. Chỉ thả một mình tôi kiên quyết không ra. Chúng ta là chị em tốt, cùng tiến cùng tôi. Báo cáo. Trưởng quan, anh tìm tôi. Hôm nay cậu đi xem kịch, đúng không? Tôi nói cậu biết Hoàng Tiểu Mạn đã thoát khỏi thành Thượng Hải rồi. Cái gì? Cậu đi với mẹ Luyến hả? Cậu trúng bẫy của người phụ nữ này rồi. Hồ đồ. Mở cửa ra. Vào đi, mẹ Luyến. Mẹ Luyến, sao cô vào đây? Nhớ các cô. Nếu bà chúng ta đều vào đây rồi, vậy Định Bang chắc chắn chưa bị thương bắt được. Hy vọng anh ấy có thể cao chạy xa bay với chị Tiểu Mạn. Không thể nào. Nếu anh ấy thực sự là người như vậy, còn đáng để ba chúng ta yêu sao? Dừng lại, là hai cô, không liên quan tới tôi. Mẹ Luyến, chúng tôi muốn ăn cơm. Cô sao vậy? Cô sao lại vào đây? Tôi đói bụng rồi, mau đưa cơm vào đây. Tiến Tân, em tới thăm anh đây. Anh nhìn thấy không? Đây là con của chúng ta. Anh đặt tên cho con là Hy Vọng. Trước hay đảng chúng ta hiện giờ là thời khắc gian nan nhất, nhưng em tin chỉ cần có hy vọng thì có thể thoát ra khỏi tăm tối, chào đón ánh sáng. Anh ở dưới suối vàng, hãy phù hộ cho mẹ con em. Em nhất định sẽ nuôi con chúng ta khôn lớn. Em nhất định cũng vì lý tưởng của chúng ta mà phấn đấu tới cuối đời. Anh yên nghỉ đi. Chị Tiểu Mạn có tình hình, đi nhanh, không được cử động. Không được cử động. Nếu tôi đoán không lầm, các người là do Mã Hậu Thiên phái tới, đúng không? Nhưng các người có từng nghĩ Mã Hậu Thiên phái các người tới đây đợi chị Tiểu Mạn là muốn bắt sống? Không phải để các người giết chết chị ấy. Chị Tiểu Mạn, đi nhanh,
Được. Nhanh. Nhanh lên. Nào, chị Tiểu Mạn, lên thuyền đi. Vì cậu với Đại Bảo và Long Vân Giả cũng phải cẩn thận đó. Được, nào cẩn thận, nào cẩn thận. Cậu cũng cẩn thận. Nổ súng. Đi, về báo cáo. Rõ. Là như vậy, trưởng quan. Nói như vậy, Hoàng Tiểu Mạn đã chết rồi. Chết rồi. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy cô ta rơi xuống sông. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ. Giáo quan, anh nghĩ Lâm Định Bang có về không? Các cậu từ nhỏ đến lớn chơi với nhau, lại là bạn học hoàng phố. Cậu thấy sao? Tôi nghĩ anh ta không dám. Về chính là con đường chết. Cậu đang lấy lòng mình, đo lòng Lâm Định Bang rồi. Với hiểu biết của tôi về cậu ta sẽ về. Không tin chúng ta xem đi. Cậu là đại ca. Hai người yên tâm, tôi không phải người xấu. Chỉ là con tôi nó đói rồi, muốn xin hai người chút đồ ăn. Đưa cho tôi đi. Được, chậm thôi. Nào, cậu cũng vào đi. Nghệ em, cậu cũng ăn chút đi. Cảm ơn đại ca, tôi không đói. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tối qua tôi và mẹ nó gặp phải người xấu, mẹ nó bị giết rồi. Tôi dẫn theo con, khó khăn lắm mới thoát ra được. Chẳng trách tối qua chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Đại ca, ở đây có tiền, anh cầm lấy trước đi. Cậu làm gì vậy? Anh cầm lấy trước đi. Tôi có việc gấp, phải về Thượng Hải. Tôi sợ dẫn theo đứa bé không an toàn, cho nên muốn xin anh và chị dâu chăm sóc nó hai ngày giúp tôi. Được chứ, cảm ơn chị dâu. Cảm ơn anh. Vậy tôi đi đây. Đứng lại. Tôi muốn gặp Lâm Tử Hoa các người. Lâm giáo quan, tôi về rồi. Về rồi. Lâm trưởng quan, tôi biết anh giận tôi. Nhưng nếu nổ súng bắt chết tôi, có thể khiến anh bất giận. Vậy anh nổ súng đi. Các cậu ở đây đợi tôi. Cảm ơn giáo quan không giết. Tôi không giết cậu. Cậu cũng khó thoát được kiếp này. Lâm Định Bang, cậu cũng to gan lắm đó. Vì mà dám giả vờ dụ hoa, anh thầm bảo vệ đảng cộng sản với tôi. Anh cấu kết với đảng cộng sản, xứng với bầu dựa của đảng quốc và hiệu trưởng sao? Tôi làm như vậy, điều này gì xứng với lương tâm của mình? Vậy nói hiệu trưởng gì giáo quan không có lương tâm sao? Im miệng. Lâm Định Bang, cậu biết không? Cậu làm như vậy không những hạ bản thân cậu,
mà còn hàng cái danh giả, mễ luyến, còn cả Hoa Đại Bảo nữa. Hoa đều bị bắt rồi. Giáo quan, chuyện này do một mình tôi làm, không liên quan gì tới người khác. Tôi xin anh thả họ đi. Thả họ? Cậu biết giờ đã tới bước khiến tôi không cách nào xoay chuyển được rồi không? Cậu là học sinh của tôi, hơn nữa cậu là em rể tương lai của tôi, vậy mà dám che giấu đảng cộng sản. Chuyện này khiến hiệu trưởng biết, cậu biết ông ấy sẽ tức giận thế nào không? Vậy thì xin giáo quan giao tôi cho hiệu trưởng, tôi sẽ giải thích với ông ấy. Giải thích? Cậu giải thích rõ được sao? Tôi hỏi cậu, Hoàng Tiểu Mạn cuối cùng chết chưa? Chị ấy trong quá trình bị các anh truy sát rơi xuống sông, trước mắt chưa rõ sống chết. Sống chết chưa rõ. Lâm Định Bang, đây hoàn toàn là do cậu chút lấy. Nếu cậu không che giấu Hoàng Tiểu Mạn, sớm giao Hoàng Tiểu Mạn đó ra đây, thì cô ta sẽ không vì trốn chạy mà chết. Giáo quan, thầy Phương đã bị các anh giết rồi. Nếu tôi không nhớ nhầm, tên của hai vợ chồng họ đều nằm trong cùng một tờ lệnh truy nã. Tôi không muốn giải thích, đều là lỗi của một mình tôi. Chuyện do tôi làm, không liên quan gì tới ba người họ. Tôi xin anh tha cho ba người họ đi, nộp tôi cho hiệu trưởng đi. Tôi có thể cầu xin trước mặt hiệu trưởng tha cho ba người họ, nhưng có điều kiện. Phải giao con của Hoàng Tiểu Mạn và Phương Tiến Tân ra. Giao hay không giao chính là vấn đề thái độ của cậu. Tôi cho cậu 10 phút, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Không cần nữa, tôi không làm được. Tôi đã từng hứa với thầy Phương phải chăm sóc Tiểu Mạn và đứa bé. Giờ chị Tiểu Mạn sống chết không rõ, nếu tôi giao đứa bé ra, vậy tôi còn là con người sao? Lâm Định Bang, cậu đây là muốn chết, biết không hả? Người đâu? Có, nhốt cô ta vào đại lao cho tôi, chờ xử lý. Rõ. Đi. Giáo quan, anh đừng tức giận, đừng chấp nhận lời người này. Lâm Định Bang chỉ một mình quay về, vì đứa bé đó chắc vẫn còn ở chỗ không xa ngoài ô Thượng Hải. Giờ cậu phái người đi tìm cho tôi, nhất định phải tìm ra đứa bé đó. Rõ. Anh, một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào? Anh đừng giỡn trò mê hoặc em nữa. Có gì nói thẳng đi. Lâm Định Bang về rồi, Hoàng Tiểu Mạn chết rồi, đứa bé không rõ tung tích. Các anh đã quá đáng rồi đó. Chị Tiểu Mạn chỉ là một người phụ nữ vừa sinh con, như vậy mà các anh cũng giết. Trong mắt anh, cô ta là đảng cộng sản. Là đảng cộng sản thì đáng chết. Các anh quá không còn nhân tính rồi. Các người đi được rồi. Anh làm gì Lâm Định Bang rồi? Còn sao nữa? Nhốt vào đại lao, chờ xử lý. Chúng tôi có thể gặp anh ấy không? Ai cũng không được gặp Lâm Định Bang. Các người còn không đi? Danh Nhã, đứng lại. Đi đâu? Về nhà. Anh đừng gọi em, em không quen anh. Ngay cả chị Tiểu Mạn cũng giết, em vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho anh được. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách cứu Trình Bang đi. Cứu thế nào đây? Chỉ dựa vào ba người phụ nữ chúng ta sao? Cùng lắm thì đi cướp ngục. Cậu thôi đi Đại Hoa Bảo. Cướp ngục? Muốn chết sao? Vậy phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải nghĩ cách vào nhà tù gặp anh ấy đi. Cô nghĩ xem, anh ấy vội vã quay về như vậy, chắc chắn là có suy nghĩ của anh ấy. Các cô đừng nhìn tôi, tôi không đi cầu xin anh tôi đâu. Tôi ghét anh ấy lắm, thực sự không được. Vậy tôi nghĩ cách bên phía Mã Hậu Thiên. Mã Hậu Thiên giờ sẽ giúp cô sao? Tôi không biết, thử xem thôi. Có một chuyện, anh có bằng lòng giúp tôi không? Nếu là chuyện liên quan đến Lâm Định Bang thì miễn bàn. Đừng dây dợ anh ta nữa. Anh ta cấu kết với đảng cộng sản, phản bội đảng quốc, sắp bị tử hình rồi. Nếu nó phản bội, tôi thấy anh mới là người phản bội cách mạng quốc dân đó. Chính trị rất phức tạp, em không hiểu đâu. Chính trị tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu. Nhưng Định Bang có thể thật sự sẽ bị xử bắn rồi. Tôi muốn đi gặp anh ấy lần cuối. Không được.
Anh ấy bị các anh nhốt vào nhà tù rồi. Anh không sợ gì nữa chứ? Không phải sợ, lên lệnh của hiệu trưởng ai cũng không được gặp. Hơn nữa với anh mà nói, anh càng không muốn em đi gặp anh ta. Được, tôi không gặp. Diệp Hoa đại bảo đi gặp anh ấy một lần được chứ? Anh đã nói rồi, là lệnh của hiệu trưởng ai cũng không được gặp. Chỉ cần anh chịu giúp, chắc chắn sẽ có cách. Đây không phải là em làm khó anh sao? Anh là người bạn duy nhất của tôi. Tôi không xin anh thì xin ai? Anh vẫn là bạn em. Chỉ cần anh giúp tôi thì phải. Ân oán của hai chúng ta quá sâu, cũng quá phức tạp. Nhưng tôi biết tấm lòng của anh dành cho tôi trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ cần anh chịu giúp tôi lần này, tôi bằng lòng quên đi ân oán trước đây, bắt đầu lại lần nữa với anh. Lại lừa anh nữa, nếu như anh không tin tôi, vậy tôi sẽ đi nghĩ cách khác. Mẹ Luyến, dù em lừa anh cũng giúp em. Thật sự hết cách với em. Nhưng em nhớ kỹ, anh dùng đầu để giúp em đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Cầm ra. Tôi đã nói không ăn. Là tôi. Đại bảo, sao cô tới đây? Là Danh Nhã và Mỹ Luyến lo cho anh, phái tôi tới thăm anh. Các cô đã rồi sao? Vì tốt quá, cô tới thật đúng lúc. Tôi có chuyện cần cô làm giúp tôi. Nói đi, chuyện của anh và chuyện của tôi. Ý anh là muốn tôi đi đón Hy Vọng về? Không phải đón về, là đưa đi. Đưa đi đâu? Đi càng xa càng tốt. Tuyệt đối không thể để Lâm Văn Khang và Mã Hạo Thiên tìm được nó. Vậy giờ Hy Vọng ở đâu? Ai vậy? Cô gái, Hy Vọng, đứa bé này là cậu thanh niên nhờ chúng tôi chăm sóc. Cô là gì của cậu ấy? Tôi là em gái của anh ấy. Em chị, phiền hai người rồi. Giờ tôi đưa nó đi, để chúng tôi nhìn đứa bé thêm chút nữa. Không hay rồi, có phiền phức rồi. Hai người nhanh đưa đứa bé đi đi. Đào đào, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh đi. Đuổi theo. Không sao chứ? Anh chị, đưa đứa bé cho tôi đi. Anh chị, cảm ơn hai người. Hai người nhanh đi đi, tôi ở đây dụ chung. Cô gái, rốt cuộc cô là ai? Sao bọn họ lại muốn bắt đứa bé? Chuyện này không cần lo. Được, sao hai người cũng nhanh đi đi. Nhà đó có hai người không ở được nữa. Nhanh đi, để tôi dùng bọn họ đi. Đi đi, cô gái, cô bị thương rồi. Tôi không sao. Tôi thay mặt cho mẹ đứa bé và tất cả những người đảng cộng sản cảm ơn anh chị. Đi nhanh. Được, đi. Cô gái vừa nãy nói thay mặt đảng cộng sản cảm ơn chúng ta. Lẽ nào ba mẹ đứa bé là đảng cộng sản? Mặc kệ đảng hay là không đảng, chúng ta nhanh chạy đi, cẩn thận gây họa. Chúng ta phải nghĩ cách giúp cô ấy. Giúp thế nào? Dùng chúng đi. Đi nhanh. Bên đó, bên kia, đuổi theo. Cô Long, mở to mắt chó có cái người lên nhìn xem tôi là ai. Cũng dám cản tôi. Cô Long, chúng tôi biết cô là em gái của Long trưởng quan, nhưng cô không thể vào được. Tôi tự nguyện vào tù với chồng tôi. Chồng cô chính là đại đội trưởng Lâm Định Bang. Anh ấy chính là chồng của tôi. Nhưng tôi muốn ở cùng chồng tôi. Anh tránh ra cho tôi. Chuyện này nhìn báo cáo với Lâm trưởng quan. Rõ. Chính giả, đứng dậy.
Em làm gì đó? Em tới ngồi tù chung với anh. Họ muốn bắn chết anh, em cũng đi theo anh. Yên tâm đi, anh của em chắc chắn sẽ không đợi bắn chết chúng ta. Anh đã chắc chắn sẽ tới cứu chúng ta. Em gái tôi hoàn toàn bị tôi chiều hư rồi. Giờ ngày càng coi trời bằng chung rồi. Giáo quan, hiệu trưởng có nói sẽ xử trí Lâm Định Bang thế nào không? Không có. Nhưng theo cảm giác của tôi là khó thoát khỏi cái chết. Hiệu trưởng nhất nhất lợi người ăn cây táo rào cây sung. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu chúng ta xử lý Lâm Định Bang, vậy thì em gái của anh, mình kể nó đi. Chuyện tôi kêu cậu đuổi giết Hoa Đại Bảo làm sao rồi? Vẫn chưa có kết quả. Người của tôi không bắt được Hoa Đại Bảo. Hơn nửa giờ con của Phương Tiến Tân cũng đang ở trong tay cô ta. Vì sao chúng ta làm việc sắp thành lễ bại chứ? Đúng cuộc vấn đề ở đâu? Bỏ đi, cũng không cần đuổi giết Hoa Đại Bảo và đứa bé nữa. Vì sao? Đây cũng coi như là trả ân tình cho Phương Tiến Tân đã chết. Vậy Lâm Định Bang thì làm sao? Tôi đợi nghe ngóng thực hư chỗ hiệu trưởng xong rồi quyết định. Rõ.